Ngày 8 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trên cơ sở nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa kế hoạch chỉ đạo điều hành việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách trung ương về chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, văn hóa xã hội, an ninh phúc lợi xã hội đảm bảo, phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng một người một năm, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 5.000 tỷ đồng. Hội nghị đã thông qua dự thảo kế hoạch tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2020 với mục tiêu tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thân thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tập trung thu hút các doanh nghiệp có năng lực đến đầu tư tại tỉnh, góp phần tạo nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu nâng điểm số PCI từ 2 đến 5 điểm so với năm 2019. Tại hội nghị, các sở ngành địa phương thống nhất và bày tỏ quyết tâm cao trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, thảo luận về giải pháp thực hiện một số chỉ tiêu khó đạt. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả kinh tế xã hội năm 2019. Đây là cơ sở quan trọng để hoàn thành kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Về nhiệm vụ giải pháp năm 2020, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các sở ban ngành địa phương có những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để tăng tốc về đích vào năm 2020. Tập trung tốt cái mọi nguồn lực để mà thực hiện các cái chỉ tiêu mà chúng ta cần phải phấn đấu cao hơn nữa để mà đạt các cái chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, nâng cao chất lượng công vụ trong vấn đề cải cách hành chính nói chung, nhất là cải cách về thủ tục hành chính và chất lượng giải quyết các công vụ, với lại cái thực hiện nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17 là chúng ta phải quyết tâm phấn đấu đạt cho được, có phân công phân nhiệm, có giao kế hoạch chỉ tiêu, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu với tinh thần hết sức mạnh mẽ hơn, không phải là năm cuối cùng là năm kết thúc của nhiệm kỳ, mà là năm chảnh mảng hoặc là năm buông thả hoặc là năm thiếu trách nhiệm, năm ấy càng phải là về đích. Đối với thu ngân sách nhà nước, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các sở ngành địa phương phải có những giải pháp quyết liệt để 6 tháng đầu năm 2020, thu ngân sách nhà nước phải đạt 2.500 tỷ đồng. Các chỉ tiêu khác cũng phải đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch năm. Tập trung quản lý chặt chẽ phát triển đô thị, đất đai, phát huy được lợi thế sắp xếp lại đơn vị hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, thực hiện phân cấp phân quyền, khẩn trương hoàn thiện tổ chức sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, phấn đấu trong năm 2020 khởi công khu liên cơ quan tỉnh, hoàn thành cầu Hòa Bình 2. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy và yêu cầu các cơ quan đơn vị, các cấp chính quyền cụ thể hóa trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao. Với phương châm hành động của năm 2020 là kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: chúng ta phải trách nhiệm, từng sở một, người đứng đầu phải trách nhiệm, cán bộ các phòng ban chúng ta phải sát sao đẩy nhanh cái thủ tục hành chính. Cơ hội thì còn như vậy, thời gian như vậy, và chúng ta đã lên được một cái tổng quan các mục tiêu, các cái bước đi cụ thể, giao nhiệm vụ cho các sở ban ngành để chúng ta làm trong năm 2020, và đến khi đại hội là chúng ta các cái chỉ tiêu cũng hòm hòm, chúng ta có cơ hội, nhưng mà chúng ta phải quyết tâm để chúng ta hành động, để chúng ta hoàn thành các cái mục tiêu của năm 2020.
Với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch hành động, thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 với kết quả cao nhất, tạo đà cho giai đoạn tiếp theo phát triển nhanh hơn và vững chắc hơn.